Linh ơi. 1, 2, 3, 4. Để cho ông nói chuyện con. Con xin phép tất cả gia đình chúng ta là bắt đầu để khai tiệc vì vẫn còn 3 gia đình nữa. Là gia đình anh Tỉnh, gia đình anh Thích, gia đình anh Xô, đúng không ạ? Còn 3 gia đình nữa đang trên đường đến. Tôi đã có để sẵn vị trí rồi thì chúng ta cũng khai tiệc dần là vừa. Giờ lại bắt đầu đến vị trí kính thưa toàn thể các ông bà, các và các cháu, bây giờ lên ông bà hết cả rồi. Vâng, chúng ta biết là một năm thì có 365 ngày và cũng có rất nhiều những cái sự kiện đã đến với chúng ta trong một năm, có cả niềm vui, có cả những điều còn chưa được vui. Có cái chúng ta đã có được mà có cái cũng là những cái rủi ro. Chính những cái sự kiện đó đến với chúng ta thì nó đều mang trong đó cái ân, cái nghĩa, cái tình. Vì chính cái ân nghĩa, cái tình đó mà chúng ta hôm nay có mặt ở đây để cùng được chia vui và chia sẻ những cái trong một năm mà đã đến với từng gia đình, từng mỗi một người. Để hôm nay chưa bao giờ Hafami lại có được một cuộc gặp gỡ đông đủ và happy như hôm nay. Tôi xin được chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới. Tôi cũng đã được duyệt cái lời phát biểu này rồi, là bà xã tôi qua nói rằng là ông nói ngắn ngắn thôi, nhưng mà tôi thích cái dài, thành ra là nói thêm một chút xíu nữa ở chỗ là trong một năm qua thì chúng ta cũng ít có cái cơ hội mà được gặp mặt một cách đông đủ như hôm nay, và trong một năm thì chúng ta cũng có ít cái cơ hội để mà có cái gì mà cùng để chia sẻ với nhau. Thì đây cũng là cái một cái cơ hội mà chúng ta có một cái cuộc gặp gỡ nhân dịp là đón tuần lì đón xuân Quý Mão. Thì những cái điều mà có thể ở trong mỗi chúng ta là trong năm qua còn chưa đạt được, và chúng ta cũng có thể có những điều đó nó là những sự rủi ro. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sự hiện diện của tất cả đại gia đình chúng ta có mặt ở đây là cái được nhất, cái đẹp nhất, và cái đó chính là cái mà chúng ta thành công nhất của cái năm Nhâm Thìn. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ có được nhiều những cái thành công hơn, nhiều cái niềm vui hơn đến để đón chào cho năm Quý Mão sắp tới. Xin chúc tất cả gia đình hạnh phúc. Sau đây xin mời tất cả chúng ta cùng nâng cấp chúc mừng cái sự có mặt của chúng ta hôm nay, và trong bữa tiệc hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau bằng những câu chuyện, bài ca và những cái điều mà chúng ta có thể tâm sự và trao đổi với những cái quãng một thời gian đã đi qua. Xin mời tất cả chúng ta cùng nâng cấp. 1, 2, 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.